Xin chào các bác nha. Hôm nay em được nghỉ làm và cũng là đầu mùa ở nơi em chữa thang đã làm tổ. Cho nên em sẽ đi thăm những tổ chữa thang năm trước em đã lấy, xem bây giờ nó đã làm tổ lại chứ nhỉ. Ở nơi em đi chữa thang rất là nhiều. Một mùa có thể lấy tới hơn 20 tổ. Nhưng em chỉ lấy 3 tổ nuôi vui thôi. Rồi gần đến tổ rồi các bạn nha. Các bạn có nghe thấy tiếng chơi thám bố mẹ nó học xung quanh không? Đây, cái tổ chơi thám năm ngoái em đã lấy đây. Bây giờ em cho lên xem có thể có tổ chưa nhỉ? Có rác. À, nó đã xây lại rồi các bạn ạ. Nhưng vẫn chưa có gì. Chắc tầm vài ngày nữa nó mới đẻ vào. Đó. Tổ này thì vụ trước em lấy được 4 con, vẫn còn nuôi. Rồi, bây giờ thì em sẽ đi xem lại tổ chữa thang cách đây khoảng hơn 100 mét. Cũng không xa lắm đâu. Các bạn theo chân em nhé. Ở này em đi chưa thẳng lắm tổ khoảng tầm 100 mét trở lại. Rất là nhiều. Ở đây em thì không bậy, em chỉ bắt con về nuôi vui thôi. Đi nha. Rồi, sắp đến tổ rồi, có con nhé. Đây, tổ của nó ở đây. Bây giờ em chuyển vào xem nhé. Có tự nó đã làm tổ lại cho nhé. Ở em thì thả hồ lại cho à, một chim bay. Không được chim gì. Tổ này thì nó làm nơi cái giữa. Đúng rồi. Đây học này đến thì cho bố mẹ nó vẫn học bình thường, không biết nó có làm lại không. Nó không làm lại cả bác ạ. Thôi em đi tiếp đây, đi chỗ khác cũng gần đây thôi, không xa lắm đâu.
Ê, nâng đợi. Trẻ thì tháo. Và tổ tiếp theo của nó là gần đây. Em sẽ đi lên và xem nhé. Nếu các bác đã từng xem video của em thì cũng biết những tổ này năm trước em đã lấy. Và bây giờ em sẽ đi thăm lại, vì ở đây chỗ của em là em thường lấy xong để tổ lại cho nó mua sau sinh sản tiếp. Nghe chơi học chứ hè. Em đi cũng có niềm đam mê chơi lắm, nếu bác nào có đam mê thì theo dõi em và xem những clip của em đăng nha. Đây là clip em đi thăm lại những cụ chơi tháng năm trước thôi, thì con em sẽ quay những clip em đi tìm tụi chơi tháng sau cho các bác cũng xem, và em chia sẻ niềm đam mê cho thằng cho vui. Rồi đây, cái năm trước đây. Đó, các bạn có thấy được con rạc đấy không? Bây giờ em sẽ cho lên xem nhé. Tổ này thì làm ở thân cây tràm tóc ra. Nó nằm tổ lên đây. À, rạc nhiều. Chắc nó mới nằm lại rồi. Còn chưa có gì các bạn ạ. Đây, tụi nó đây. Các bạn thấy chưa? Rạc rất là nhiều con mới. Nó chỉ mới xây lại thôi. Đây. Chúng mà nó vẫn học rất nhiều xung quanh em. Nhưng nó vẫn chưa để lại. Đó, các bạn có nghe thấy tiếng chơi học không? Học rất là nhiều. Nó vẫn chưa đẻ. Rồi, bây giờ mình cho xuống nha. Đi thăm tổ tiếp theo. Thứ ba rồi mà vẫn chưa để lại cặp gà. Nó mới giờ 5 tuổi thôi. Ừ, em nó vẫn chưa đẻ. Thôi bây giờ em đi ngay thăm tiếp theo. Đây tới đâu các bác. Cây này năm ngoái em lấy tổ đầu tiên. Có một con nhảy xuống. Các bác nếu mà đã xem rồi sẽ biết. Và ở trên cao này là có một tổ cá cược. Nhưng em sẽ không lấy nó. Nuôi nó hột nó đâu quá. Bây giờ em trả lên xem nha. Ui, có rạc thì là chắc trò không làm tổ lại rồi. Ok, vẫn trả lên xem. Ui, không có gì các bạn ạ. Bỏ rồi. Không làm này ở đây. Hải tủ trước nó làm lại sắp xây. Sắp sửa xong và chuẩn bị đệ, nhưng tổ này nó bỏ rồi, không làm lại. Rồi, em thăm tổ tiểu thế nha. Rồi, đây, em sắp tới tổ rồi. Tổ đây là tổ năm trước thôi nha. Không phải là những tổ em đã mới tìm năm nay đâu nha. Vì hiện tại là ngày nay em chỉ có thể đi thăm những tổ vụ được tự xem nổ ở đây là chưa. Đi tới là nghe tiếng tre rất là nhiều luôn. Đó, các bạn có nghe không? Em sẽ đứng lại một xí để nghe tiếng giống rừng này. Tổ nó cũng ở năm trước ở gần đây. Nhưng em sẽ đứng lại nghe tiếng giống rừng một xíu. Giống rất là trong veo. Cho các bạn
Đấy, dòng tiếng dòng rừng chính tay vừa nghe vừa đi tìm luôn. Hộp này không có tổ. À đây, tổ nó nằm ngoài làm ở đây. Không biết giờ nó có làm lại không. Nhưng mà chim bộ mẹ nó vẫn học rất nhiều lắm. À, vẫn cũng làm. Thôi, thì lỡ rồi thì em đi tìm luôn. Vừa đi tìm vừa nghe dòng gia rừng học luôn. Các bà con nghe nó hộp không? Dòng nước trong veo. Tụi nó làm ở đây rồi. Anh đang đi tìm đây. Vừa đi tìm vừa nghe dòng hộp. Phi loài. Tổ gì có tổ đây. Đây cái tổ này chắc vậy có tổ đây. Tìm nữa. Đây, ở trong này có thêm một tổ dây thang nữa các bác. Năm ngoái. Không biết cái bây giờ ở là làm tổ là chưa. Và chim mẹ vẫn đang hột. Các bạn nghe chứ. Đang hột. Hột nó hột rất to. Sáng giờ thì đi thăm nhiều tổ nhưng vẫn chưa có tổ nào đẻ. Chỉ có một ba tổ mới làm lại. Giờ hy vọng tổ này nó sẽ có trận hoặc có con rồi. Đang đi vào trong khu vực này. Đây là nơi mà cụ để em ra cái tổ. Cái tổ tươi đẹp nhưng nó không làm. Rồi, đã đến nơi. Và tổ của nó nằm ở cây này đây. Cái tổ này. Giờ cái tổ này nó bị nứt ra một khúc và nó làm tổ trong đó. Rồi, cái này đây các bạn. Giờ em sẽ treo lên xem thử có chi gì nhá. Rồi, các bạn thấy ở giữa có khúc này. Nó làm tổ đó. Không biết có gì chứ nhỉ. Vẫn chưa có gì cả. Sáng giờ đi thăm lại toàn là tổ. Chưa làm gì và mấy tổ đang còn mới làm. Thôi xuống tiếp tục xem tổ khác nhé. Trong lúc đang đi thăm những tổ tre và tìm luôn thì em thấy một tổ cú cơm các bạn ạ. Hay mẹ nó mở bay ra và em treo lên xem có thể có gì trên đó không nha. Đây. Mới một trứng nữa các bạn ạ. Thôi, để cho nó tiếp tục đẻ. Và em treo xuống ngay. Đây là tổ cu cơm nha. Mới một trứng. Đây, ở đây có thêm một tổ nữa. Cái này hơi to. Đây.
cái thang làm tổ ở giữa hốc này đây. Đấy. Cái này hơi to không treo được nên phải treo từ này treo lên đây rồi thôi. Vào đây đúng nha. Cái to quá khó treo. Cũng đã xem từ nó làm tổ lại chứ nhá. Rất nhiều chúng bộ mè bằng hộp nhưng chưa làm tổ. Chưa có tụ thôi đi khác để thăm tiếp xuống rồi. Đây ở trên này có một tổ cú cơm đang ấp, chim bổ nó mới bay ra nằm hơi cao, nằm ở trên này trèo lên thử luôn. Trèo lên xem nó đã nơi đúng nha. Chòe thẳng ở bọn họp xung quanh rất là nhiều. Rồi đã lên tới một tổ cua cơm hai trứng mới đẻ, trứng vẫn rõ chưa, tụ cơm hai trứng. Xung quanh đây chơi thang bằng hộp rất là nhiều. Nên đi thăm tụ chơi thang thì cũng thấy thêm mấy tụ cú cơm. Chim mè nó mới bay ra. Tụ cơm hai trứng. Rồi xuống. Xuống rồi. Thế thì đến đấy cũng chưa rồi. Em xin kết thúc video tại đây các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ em để sau này em sẽ có video mới quay lên cho các bạn xem những lần tới. Thì ngoài nếu cho em chưa tháng qua thêm nhưng vẫn chưa đẻ thì mới làm tổ, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những tổ sắp tới mà em quay gặp nhau. Thôi xin chào hàng là các bạn.